Hello, chào nhầm, chào mừng em đến với channel YouTube của Minh Hải nhá. Hôm nay mình sẽ tiếp tục trở lại với bọc tiếp anh em nhá. Với mức vốn hiện tại mình mang vào là 1,7 anh em này. Đấy, thì tất nhiên thì mình sẽ vẫn quay lại với slot bóng đá tiếp anh em nhá. Với mức vốn 1,7 anh em ạ, thì mình sẽ trở lại phòng lớn luôn. Kết hợp phòng lớn thì mình cũng sẽ không săn mức lớn anh em nhá, vẫn sẽ kết hợp săn từ nhỏ lên thôi. Nói chung là mức vốn mà từ 1,7 trở lên là mét trên 1 mét thôi là mình đã vào phòng lớn rồi, còn mà dưới 1 mét anh em nhá, đa số là mình sẽ kết hợp từ phòng nhỏ lên đó. Thì anh em đã theo dõi mình thời gian qua thì chắc chắn đã biết được cái công thức săn hũ của mình nó hiệu quả như thế nào rồi, đúng không ạ? Rồi anh em này, thì bây giờ mình sẽ kết hợp săn hũ tiếp ở trên mức khởi điểm 100k phòng lớn anh em nhá. Đấy. Với 6 lượt trôi qua rồi. Đây anh em này. Phê hũ đầu tiên rồi anh em ạ. Đây, ok cho anh em. Như vậy là kết hợp thành công về hũ đầu tiên anh em ạ. Xem hôm nay mình sẽ kết hợp anh em nhá, thành công được bao nhiêu với mức vốn 1,7 mình hôm nay mang vào này. Như vậy là với một hũ đầu tiên về 1 mét luôn anh em ạ. Quá tuyệt vời chưa? Rồi này. Ok. Đấy, về bao nhiêu cho mình đây? Như vậy là ngưng rồi anh em ạ. Không sao. Thì hiện tại thì mình đang kết hợp khá thành công anh em nhá. Trên 2 mét luôn này. Rồi, vẫn tiếp tục anh em nhá. Đấy. 100 mà sẽ lên cho mình bao nhiêu đây? Về 390 rồi. Ok chưa? Trên 400k là tuyệt vời rồi anh em ạ. Đúng trời ơi, về hũ luôn. Quá là đẳng cấp chưa anh em? Đấy, thì như vậy là mình đã kết hợp anh em nhá, với 2 phút đầu tiên về 2 hũ rồi anh em ạ. Với khởi điểm mức 100 nhá, thì bây giờ mình sẽ kết hợp anh em nhá, với mức 250 kết hợp này. Rồi, sẽ thành công bao nhiêu đây? Nói chung là mình kết hợp với 250 thì mình thấy là cũng khá hợp lý đấy anh em ạ. Mình kết hợp chủ yếu từ 100 đến mức 250. Hai mức mà mình đang kết hợp khá thành công thời gian qua rồi. Đây rồi anh em này. X4 là nghỉ luôn anh em ạ. Xem này. Trời ơi. Đấy rồi anh em ạ. Mình đã nhìn thấy từ trước rồi. Có về hũ không? Trời ơi. Không thể tin được luôn anh em nha. Đã về hũ rồi. Ngon lành cành đào chưa? Tiếp tục suy tiếp anh em này. Chắc chắn sẽ về hũ không? Ok anh em nha, không về hũ nhưng cũng ngon lành cành đào rồi. Đấy, từ 250 về hơn 600 anh em ạ. Đấy, như vậy là trong vòng 3 phút là mình đang kết hợp khá thành công anh em nhá. Hiện tại là mình đang có trên 3 mét rồi. Đó, nói chung là ăn non với 5-7 mét là chuyện bình thường luôn anh em nhá. Đó, với 1,7 hôm nay mình mang vào quyết định anh em ạ. Mình sẽ kết hợp làm sao được từ 5 mét đổ lên. Đấy, xem mình sẽ thành công được không anh em nhá. Đấy rồi. Đấy rồi anh em này. Trời ơi, 36 rồi. Ui, vẫn kết hợp tiếp anh em ạ. X2 nhá, lên X3 luôn này. Đấy, vẫn kết. Rồi, với 6,50 cũng ngon lành rồi. Tiếp này. Ok. À, căng nhỉ. Chưa thành công anh em ạ. Chưa thành công rồi. Về cho mình bao nhiêu đây? Rồi. Chưa được rồi anh em ơi. Trời ơi. Trời ơi, cái gì thế này anh em ơi? Uy tín luôn. Quá là uy tín luôn anh em ạ. Đó. Mình nói anh em rồi, quá uy tín mà, đúng không ạ? Tiếp này. Rồi. Nói chung là hiện tại anh em nhá, mình đã thành công lên được 3 mét mấy rồi. Và hiện tại mình đang kết hợp với anh em ạ, hao còn gần 2 mét thôi. Đấy, hy vọng là sẽ về hũ cho mình thành công nhá. Rồi anh em này. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Về hũ đi. Không về hũ được, chịu luôn anh em ạ. Gần 5 phút trôi qua rồi. Chưa thành công được nha anh em. Đấy rồi anh em này. Chắc chắn luôn. Ui giời, mét 2.
vẫn tiếp tục anh em ạ. Mức 500 khởi điểm này. Ui trời ơi, trên 2 mét rồi. Ok anh em ạ, vệ hũ luôn cho mình. Ai à, tới x3 là vệ hũ anh em nhá. Uy tín chưa? Quá uy tín đúng anh em. Rồi, ai à, vệ hũ 2 mét rưỡi nhá. Bây giờ mình sẽ kết hợp lại tiếp này. Ui về dại luôn. Ui trời ơi, về dại đặc biệt luôn anh em ạ. Tín được chưa anh em? Đây rồi anh em này, mình sẽ về góc phải trước nhá. Ok, riêng góc phải anh em ạ, mình sẽ về hai quả luôn. Đây quả này mình sẽ về góc phải luôn này. Đó, đẳng cấp chưa anh em? Rồi, bây giờ mình sẽ về góc trái nhá. À không được rồi anh em ạ, về góc trái thì đã không thành công rồi nhá. 5m8. Ok. Mình sẽ vẫn duy trì trở lại tiếp với mức đây 500 tiếp này. Ui giời ơi. Sắp thành công rồi. Ok anh em ạ. Đẳng cấp chưa anh em? Như vậy mới là ok nhá. Đúng rồi. Đúng rồi. 6m6 này. Mình sẽ nghỉ tại đây thôi. 6m6 rồi. 6m8 rồi anh em ạ. Quá tuyệt vời nha anh em. Mình đã nói rồi, hôm nay mình sẽ quyết định kết hợp 5m lửa lên cho anh em. Như vậy là 1m7 anh em nhá. Sau hơn 6 phút mình đã kết hợp thành công lên 7m. Ok chưa?